mì nguyên chất ngon sánh mịn, thân thương phát thèm. Lướt xe điện Vega, quách như sao. Không thì tính khí hay thật thường lắm. Khi mưa khi nắng khi vui buồn. Ba thì hay tám vô tư hàng ngày. Ôi thật lắm lúc điên đầu. Cha tôi lúc nào cũng không thành tài. Nhưng bao thất bại cha vẫn không ngần ngại. Cô ơi. Ủa, Minh Long, chào hai em. Ủa, ai vậy cô? Ủa, có phải là thầy giáo mới tới trường mình hả cô? Cô cũng không biết nữa, cô đâu có kịp nhìn thấy mặt đâu. Thôi, đi lên lớp đi hai đứa. Anh ơi, anh ơi. Con trong này ba ơi. Trời đất ơi. Nè, bông bí vàng đang có dấu hiệu tốt đó con. Mua cho ba 500 cổ phiếu rồi đi. Con bán hết rồi. Ủa sao bán? Nó đang lên giá mà con bán gì? Còn có một cái kênh đầu tư đã hơn nó nhiều. Trời ơi, xác suất thành công sẽ cao hơn rất là nhiều ba. Ủa là cái gì sao ba không biết gì trên trọi vậy? Ủa, ba không nhớ cái lần mà cái công ty mỹ phẩm mà con nói ba đó. Công ty Hoa Hồng Đen đó mới lên sàn chứng khoán. Nhưng mà tiềm năng của nó rất là ghê gớm ba ơi. Mà công ty đó là công ty gì? Công ty mới nhưng mà sẽ thành công, ba tin con đi. Mấy cái vậy không à? Cái gì vậy? Mấy cái chuyện gì là làm ăn gì cũng không hỏi ý kiến ba gì trên trọi, tự ý làm không à? Mày muốn ba là nghèo rớt một tay phải không? Phá sản phải không? Không phải rồi. Nhưng mà ba tin con đi, mấy lần trước có thể thua, lần này con chắc chắn với ba là sẽ thắng. Chắc chắn. Mấy lần rồi, con chắc chắn được. Mất bao nhiêu tiền của ba con biết không? Nhưng mà ba tin con đi, lần này là chắc ăn. Bởi vì nó là công ty bào chế ra được một loại mỹ phẩm mới. Bào chế. Nắm bào chế. Tóc đâu mà nắm. Trời ơi. Trời đất ơi. Cái gì từ từ nói, dù sao nó cũng lớn rồi, nó có vợ có con rồi. Là mày nắm đầu nhỏ vậy hả? Đâu có nắm đâu, nắm không có tóc có tiền cái dặn cổ con luôn à. Trời ơi là trời, nó làm tôi biết bao nhiêu tiền bạc của tôi. À, mà tôi đi làm kiếm từng đồng từng cắt. Đó, giờ nghe nó cứ tiêu tán hết. Rồi ba ra đường ăn mày đúng hả con? Con chắc chắn với ba mà, ba cứ vậy không, ba tin con một lần này đi. Chắc chắn hoài. Bao nhiêu lần chắc chắn rồi, không biết ai đẻ ra mày nữa. Tôi đẻ nè, mà có phần hùng của ông đó. Trời ơi là trời, tại sao tôi tin nó được suốt bao nhiêu năm nay? Trời, tôi nhớ là 30 năm trước. À, 30 năm trước tôi cũng nghe lời đó. Nghe không? Nó sẽ thi vô trường đại học lớn, danh tiếng. Tưởng gì mà sức học của nó ai không biết vậy. Mà tôi vẫn tin, 30 năm sau giờ vẫn tin nó là sao trời. Gì đó. Đúng là tôi là thằng ngu. Ngu. À, cô Thi ơi. Dạ. Hồ sơ mà thầy hiệu trưởng á, nói cô làm xong chưa? Em làm xong rồi, em đưa cho thầy Phúc luôn rồi cô. À. Ủa thầy Phúc. Thầy ơi, cái hồ sơ mà thầy hiệu trưởng dặn á, thầy làm xong rồi đưa cho cô Hiền giùm em nha. Cảm ơn thầy. Ờ, tôi làm xong rồi. Cô làm xong, cô cầm cô nộp cho hiệu trưởng luôn nha. Dạ, cảm ơn thầy. Ờ, mà khoan. Tôi để quên tờ giấy trong đây. Nè. Dạ, cảm ơn thầy Phúc. Thầy Phúc. Dạ. Thầy thể dục mới đã đến chưa?
Dạ, thầy thể dục mới đến từ sáng rồi thầy. Chà. À, chưa chào hỏi ai mà đã lên lớp dạy rồi hả? Đây là giáo viên thể dục mới phải không? Nhưng mà ngày mai mới dựng việc, có cần phải đến sớm vậy không? Dạ, ngày mai sốt ruột lắm, à, làm được. Vậy hả, tiếng đồn không sai ha. Đây, xin giới thiệu với mọi người. Tôi tên là Bảo. Tôi cao 1m65. Tôi cao 1m56. Tôi vừa chuyển công tác ở đây. Chào con, tôi tên là Bảo. Tôi thích con ngay cái nhìn đầu tiên. Con đã lập gia đình chưa? Dạ chưa. Anh nắm tay em làm em mắc cỡ. Diệu Hiền. Người đã đẹp, tên cũng đẹp, Diệu Hiền. Tôi tên là Bảo. Năm nay tôi vừa tròn 31 tuổi. Tôi cao 1m65. 1m56. Tôi được sinh ra trong một gia đình có ba anh em. Tôi là con trai út. Tôi vẫn còn FA. Chà, quả nhiên danh bất hư truyền ha. Như là tên bắn vậy đó. Dạ, bây giờ mọi người khen em là đã điềm đạm hơn rồi ạ. Vậy à. Xin chào hai cô, từ nãy tôi quên bắt tay. Tôi cũng cháu mới ăn. Tôi được sinh ra trong một gia đình có ba anh em. Tôi là con trai út trong nhà. À thôi, mọi người làm quen xong rồi, bây giờ tới giờ nghỉ trưa mình đi ăn thôi. Chà, đúng là tên bắn. Công ty mỹ phẩm Hoa Hồng Đen tăng giá cổ phiếu kỷ lục. Ba! 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 Ai vậy? Ba! Có chuyện gì vậy? Ba! Chuyện gì? Ba! Ba lấy ba đi đâu ba? Trời ba ơi! Ba ơi! Ba ngồi nè! Đưa ta đây cho con! Làm cái gì la bài hái chạy ung sùm đừng nói vậy thua nữa. Theo con! Theo con ba! Theo con! Ba! Theo con! Ba vô đây nè ba! Ừ! Cái gì vậy? Cái gì ba ngồi xuống đi, ba ngồi xuống đi, ba ngồi xuống đi. Ba ngồi xuống. Nè. Cái gì con, cái gì à? Ba nhìn đi, ba nhìn đi nè. Ba nhìn đi. Ba thấy gì không ba? Công ty Hoa Hồng Đen là một công ty. Cái gì? Sao ba nhìn được con này? Trời. Trời, cái thằng rối quá. Ba nhìn đi ba. Đây nè, công ty Hoa Hồng Đen là một công ty sản xuất là một loại kem có thể làm sáng da trắng da. Hôm nay, đó, cổ phiếu công ty Hoa Hồng Đen vượt một cách kỷ lục. Thấy cái tên là thấy quách chưa ba? Mấy cái tên thấy quách chưa? Nó lên tới cực đại rồi ba ơi, cực đại rồi. Còn đúng là thần tài của ba. Còn một thông tin nữa, công ty bông bí vàng của ba giảm một nửa rồi kìa. Dạ, mà tại sao mình không bán cái con nó lên tới cực điểm rồi kìa? Chưa, ba tin con đi. Trong vòng một tuần nữa nó sẽ lên giá nữa. Thần tài của ba, ba yêu con nhá. Cái rau ba đang đâm nhột quá, rau ba đâm lầu quá mà giặt. Nhìn thương quá. Thân anh là người chiến thắng rồi. Bao nhiêu lỗ lãi mấy tháng này lấy lại hết. Có lời nhiều lắm hả? Kiếm được nhiều tiền lắm hả con? Biết có nhiều không, nhưng mà nói chung là lỗ của mấy tháng vừa rồi là lấy lại và có thêm lời nữa. Tập trung. Cách vừa rồi không phải là cách khởi động. Cách khởi động của tôi mới là đúng. Bắt đầu. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
Ủa, Mẫn. Cô. Hôm qua giờ em nghe có tin đồn. Tin đồn gì? Thầy giáo thể dục mới đang thích cô. Ai đồn? Không phải, không phải như vậy đâu. Cô đừng có chối, cả trường đồn ầm lên rồi kìa. Thằng chú em không có nói gì với cô hết hả? Yêu gì kỳ quá à. Chú em không có ghen, không có gì luôn. Thôi được rồi, em lên lớp nha.
Cô Hiền, tôi có chuyện muốn nói với cô. Tôi nói là cô chưa có bạn trai, thì cô cho phép tôi được hẹn hò với cô nha. Thầy bảo à, thầy đừng có giỡn nghe được không? Cô Hiền, cô nói tôi giỡn là sao cô Hiền? Thầy bảo thầy làm ơn đi, thầy đừng có làm vậy nữa. Thầy nói thầy thích tôi rồi bây giờ cả trường đồn ầm lên hết rồi kìa. Cả trường đồn ầm hả? Ừ. Tôi không bận tâm chuyện đó, tôi chỉ bận tâm là cô có cho phép tôi được hẹn hò với cô hay không thôi. Còn bây giờ tôi phải lên lớp rồi, tôi chào cô. Lên nữa, lấy lại tất cả những gì thua lỗ từ trước đến nay. Hay quá à, chồng em giỏi quá à. Mừng quá con ơi. Thành công rồi ba. Con trai quý của ba. Kể từ ngày mai là chúng ta có lời rồi ba à. Mai bán hả con? Khi nào bán con sẽ nói. Ủa sao vậy? Có bao giờ con quyết định sai đâu ba. Con trai yêu quý của ba. Ba tự hào về con. Đức Anh đã làm được rồi. Trời ơi, hai cha con ý hai đứa con nít vậy đó. Ủa thầy Bảo, có nước sôi sao thầy không chế? Thầy ăn sống vậy đau bao tử chết á. Sao thầy biết tôi bị bao tử hay vậy? Ủa vậy là tôi đại vậy mà trúng hả? Tôi bị bao tử tư liên. Vậy tại sao không chế nước sôi mà ăn vậy biết đau bao tử mà tại sao còn ăn sống lại? Bây giờ mì đã chín là tôi chịu không nổi. Trời ăn vậy đâu tử chết thầy. Biết mà, ăn xong cho tôi đi nước sôi được rồi. Chi vậy? Tôi uống vô coi là mình mới ăn mì sụn. Trời đúng là tính tình thầy Bảo. Lúc nào cũng hấp tấp nhanh nhẹn. Tính tôi không thể nào chịu nổi tính lại mà. Hai thầy biết không, lúc mẹ tôi mang thai á, tôi ở trong tôi chịu không nổi, mới 6 tháng mấy tôi chui ra. Hả? Hồi trước á, tôi nghiêm trọng lắm, bây giờ đỡ hơn rồi. Có đôi lúc là tôi phải đi gặp bác sĩ tâm thần. Mày nói sao chứ đó, tính tình thôi, mình có thể sửa được mà. Gặp bác sĩ tâm thần chí. Có những lúc nghiêm trọng á, bác sĩ nói tôi á là đi theo một tôn giáo nào đó. Và dạo đây là tôi đọc kinh, cho nên tôi thấy tôi cũng đỡ hơn rồi, tính tôi điềm đạm hơn. Cô Hiền, tôi nghĩ tốt nhất á, thầy Bảo nên dọn đồ vô đình cưa trong bệnh viện tâm thần luôn đi. Anh à, ba, ba ơi mình giàu rồi, ba. Anh à, ba. Lên nữa rồi phải không con? Cực đỉnh rồi. Trời ơi. Con trai cưng của ba, ba thương con quá đi. Ba tin tưởng con, ba nghĩ là thế nào con cũng làm nên chị con đã làm nên chị được thương mến thương mến. Lên được bao nhiêu vậy anh? Cực đỉnh rồi. Mẹ ông ơi, không ngờ tới luôn á mẹ. Ông ơi, vậy là kiếm được bao nhiêu tiền? Bà tính đi, 50.000 cổ phiếu luôn đó. 50.000 cổ phiếu là nhiều lắm á nha. Quá nhiều, con trai cưng của ba. Ba yêu con, ba thương con. Ê, dễ thương quá. Con mượn mua ba nặng cho hết. Ba ơi, hả? Được như ngày hôm nay, tất cả là nhờ vào sự dạy dỗ ba la rầy. Nhưng mà lúc nào ba cũng là kim chỉ nam của con, ba chỉ thần tượng của con cảm ơn ba nhiều lắm ba. Ba rầy, ba rầy chứ ba vẫn thương con mà. Ba biết thế nào con cũng thành công ngoài trời. Con trai yêu quý của tôi, con muốn ăn gì, con muốn ăn gì. Vậy
giờ cô ăn cái gì cũng được hết đó bà. Đậu phộng không? Không, ăn thịt bò. Thịt bò nha. Thịt bò đi ba. Thịt bò đi. Thịt bò. Bà chạy đi ra chợ liền mua cái thịt bò ngon nhất về cho con trai yêu quý của tôi ăn. Mẹ ơi, chứ mua thịt bò Kobe đó nghe mẹ. Rồi mẹ sẽ mua cái nào mắc nhất, ngon nhất cho con trai của mẹ. Mua bà thịt bò Kobe ở hàng Cuba đó nha. Anh nói dạ. Con lấy mấy chụp hình chụp này cái cảnh tượng hai cho con đó kìa. Dạ trời dạ. Quá dễ thương quá đi. Bảo ơi, thang máy mà chỉ cần nhấn một lần là thang xuống rồi, mà thang chưa xuống là đang kẹt đó thầy. Tôi biết mà, nhưng mà thu em của tôi không thể là tôi chờ đợi. Tôi nôn, tôi khó chịu trong người lắm. Ủa mình ăn tiệc tầng mấy vậy con? Dạ tầng 10 đó thầy. Tầng 10 thì cô nói tầng 10 đi, cô suy nghĩ chi cho mất thời gian vậy cô. Tôi chịu hết nổi rồi. Ủa thầy ơi, thầy đi đâu vậy? Tôi chạy thang bộ đi. Ê nhưng mà tầng 10 là đó thầy. Tôi biết nhưng mà tôi không thể là tôi tới được nữa, tôi khó chịu quá. Thầy Bảo, nhưng mà có thai rồi nè. Em không hiểu nổi thầy Bảo luôn á. Có thang máy không đi lại đi thang bộ, mà còn chạy lên tới tầng 10 nữa. Có khi nào lên tới tầng 10 mọi người ăn xong về hết rồi không cô? Tôi thì nghĩ ngược lại. Nhiều khi thầy Bảo lên được tới tầng 10 là mọi người khiêng thầy Bảo xuống lại đi cấp cứu á. Tha bì nguyên chất ngon sánh mịn thân thương phát thèm. Đây nè. Thầy Bảo, ô thầy lên đây nãy giờ rồi hả? Ừ, thôi đi về nha. Ô sao đi về? Khoan đã, thầy chưa ăn gì mà thầy Bảo ơi. Ô thầy Phó ơi, thầy Bảo chưa ăn gì mà sao đi về đó thầy? Trời ơi không dám đâu, người ta vừa mới đem cái dĩa rau lên lộn ngộn ăn hết dĩa rau đó. Rồi ông đòi đi. Tôi nói thôi chờ chút xíu đi, người ta đem món ăn lên. Ông nói không có thời gian chờ là ông giọt đó. Giờ tôi mới phát hiện ra một điều. Dạ. Thầy Bảo mình hay lắm, ăn không có nhai, nuốt không à, làm như người trên hành tinh nó xuống vậy đó. Ở gì đó thầy Bảo? Thầy về tới nhà rồi hả? An toàn rồi hả? Thôi chúc mừng. Wow, như tên bắn luôn vậy nha. Thôi ngồi. Đẹp bà. Mà ăn đi. Không. Có ăn là ba vui rồi, ăn nhiều vô. Đó, ăn vô cho có sức. Có sức rồi, rồi tìm tòi nghiên cứu về cái chuyện cổ phiếu rồi cho ba vui rồi. Dễ thương quá đi. Tự nhiên là cái công ty Hoa Hồng Đen đâu đó nhỏ xíu à. Con mà cũng tìm tòi ra được bây giờ. Cô thấy bây giờ nó trở thành một công ty lớn rồi đó. Ta thật sự ra mình chơi cổ phiếu là do tầm nhìn. Nè, mà sao không bán đi con? Chưa phải lúc. Chưa phải lúc. Bao giờ mình đến lúc? 2 tuần nữa sẽ là một cú đột phá của bà. Hai tuần nữa nó sẽ là một cái big bang, một vụ nổ lớn. 14 ngày nữa. 14 ngày mình để tới ngày thứ 13 mình bán đi. Không, đúng ngày thứ 14. 14 9 giờ sáng ngày thứ 14. Nghĩ tới ngày đó sướng. Ăn đi con. Quý tử của ba. Bà ơi, bà thắng đậm trong 2 ngày luôn hả ba? Trời đất ơi, bà ơi, bà mua cho con chiếc Ducati mới đi học đi ba. Con cũng muốn một chiếc Lamborghini đi học đó ba. Nè, hai đứa, quá. Anh đang khóc quá hả? Ông à, ông cũng đang khóc hả ông? Khóc chứ, mừng quá, vui quá, khóc chứ. Chúng ta phải nuôi cái cảm xúc này, đừng để nó trôi tuột quá nhanh, phải không? Ta phải ăn mừng nó. Chúng ta sẽ chuẩn bị đi ăn một cái gì đó phải sai xưa thật là nhiều. Đúng rồi bà. Đi ăn nhà hàng phải sai. Bữa nay phải sai. Ừ. Được đi ăn mượn rồi. Tụi con lên thay đồ nha nội. Dạ, tụi con thay đồ nha nội. Thay đồ đi. Yeah. Tới giờ học thêm rồi, đi học đi. Đúng rồi, ai cho tụi con đi? Tại vì buổi tiệc này chỉ có ba với ông nội là người được say thôi. Chỉ có ông nội hiểu được cảm giác của ba, không ai đi hết. Chỉ có 2 người đàn ông với nhau. Ba,
À, con tính mua một cái căn hộ khác ba ơi. Đúng rồi, thích ở cái nhà này nữa. Nó ồn quá. Một cái biệt thự, một cái villa gì đó ba. Trời ơi, ở người ngoài dòm vô tưởng hai người đang yêu nhau đó. Trời, nhà chờ mà cũng nhanh nữa. Alo. Alo, thầy Bảo hả? À, tôi Hiền nè. Sao vậy? Cũng quyết định sao rồi? À, không phải, thầy Bảo à, tôi muốn nói với thầy. Bây giờ con đang ở đâu? Tôi đang ở phòng giáo viên. Tôi đang ở phòng trọ. Cô ở đó thì tôi qua liền. Khoan, alo. Alo. Phương Hiền. Sao? Em đã chấp nhận anh được quen em phải không? Ngày hôm nay hay là bây giờ? Hay là mình làm liền luôn đi, Vũ Hiền. À, thầy Bảo à, à, thầy bình tĩnh nghe tôi nói nè. À, thật ra từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ có ý định quen thầy hết đó thầy Bảo. Nhưng mà tại sao em lại từ chối anh? Em suy nghĩ kỹ lại đi. Thầy Bảo à, tại vì tôi biết là thầy rất là tốt nhưng mà thực sự là thầy không phải là đối tượng của tôi. Mẫu người mà tôi thích không phải là thầy. Thầy hiểu không thầy Bảo? Vậy mẫu người em thích như thế nào hả? Thật ra khoan nói về cái mẫu người của tôi, nhưng mà thầy có thể nào quay về nhà mặc cái quần với lại chiếc giày vô đàng hoàng rồi hãy đến trường không thầy? Đây là trường học á thầy Bảo. Thầy Bảo à. Oh. Rồi. Good. Bảo. Thầy Bảo. Thầy làm cái trò gì vậy? Ở trong trường mà quần đùi là sao? Quần thì đâu? Cái gì cái quần? Nó hại tôi rồi. Là sao? Nói với thầy hiệu trưởng, tôi không thể dạy ở đây được nữa. Kiếm người khác thay tôi đi. Lý do? Cái quần nó giết tôi rồi. Cái quần là sao? Quần thì đâu? Thầy Bảo. Còn mấy đứa nữa, vô học đi, đứa nhìn cái gì? Dạ. Dạ con cảm ơn ba. Ừ, ở chai rượu này là mắc tiền lắm á con. Dạ. Con thấy cái màu đâu giống rượu bình thường đúng không? Dạ. Đó, cái mà nó đục đục vậy đó, như độc lắm á nha, mắc tiền lắm đó nha. Chưa kịp miếm môi cái nữa. Ý, Công gọi con. Công hả? Dạ. Kêu nó ra đây nhậu luôn. Đó, chắc nó báo với con là giá cổ phiếu lên. Vậy cứ nghe đi, cứ nghe, cứ uống. Nghe bạn. Ờ. Bạn đừng có nói cái gì hết, bạn đang ở đâu? Qua nhậu với cha con tôi nào. Ờ. Cái gì? Trời ơi, đừng có nói cái gì hết đó. Đây nè, tôi đang ở đây, tôi đang nghe bạn nói đây. Tôi nói cho bạn biết, 10 năm trời rồi ba tôi mới kêu tôi là quý tử đó các bạn. Từ đây mãi mãi. Từ đây và mãi mãi vậy sao tôi là quý tử trong lòng ba tôi? Chứ gì nữa? Tất cả là nhờ vào bạn hết. Nè, tôi nói cho bạn biết nha, giá cổ phiếu bây giờ tăng lên một cái nữa là tôi lời gấp 3 lần đó nha bạn. Ghê chưa? Nhờ bạn đó. Cảm ơn bạn nhiều lắm, tới đây nhậu với tôi. Tự tin quá. Alo. Hung hồn. Hả? Cái gì? Alo. Con đi ra ngoài con nghe cái. Alo. Sao bạn nói gì cà dấp mà dấp vậy? Thêm cái menu coi. Hả? Ây à. Nói đi. Ủa sao người dấp dấp vậy gì? Kem trộn. Tôi xin lỗi nha, tôi cũng bị một vố lớn nè, chắc tôi điên quá. Khoan, bạn ơi. Bạn nghe tôi nói không? Bạn đang giỡn với tôi hả bạn? Bạn giỡn với tôi phải không? Tôi đang vui lắm, bạn đừng làm tôi buồn tội nghiệp tôi bạn. Trời ơi, báo chí đăng tùm lum mà bạn nói gì kỳ vậy bạn? Mấy cái đó là báo lá cải thôi. Chỉ cần bỏ ra một chút tiền á, muốn nó viết cái gì mà không có được. Trời ơi, tôi muốn về nhà nhìn mẹ tôi quá.
Ba tôi mà biết được chuyện này ông giết tôi chết bạn ơi. Ông giết tôi rồi. Thôi bây giờ phải có nghĩ cách gì đó. Bạn tôi chạy về tôi bán liền. Bạn quýnh sẵn cái lệnh bán cho tôi về tôi bấm enter cái được không bạn? Không có được. Công ty đã bị đình chỉ nên cổ phiếu cũng bị đóng băng theo rồi. Tôi muốn bán á mà bán cũng không có được nè. À con, qua đây chứ đứng hoài đó vậy? Con muốn kiếm cái ổ điện con đút tay vô. Cái gì vậy? À con không phải, con tính kiếm ổ điện con sạc pin điện thoại ba ơi. Qua đây ra đây đi. Trời đất ơi, uống rượu đi chứ. Vậy nha bạn ơi, vậy nha. Lẹ con. Nè, vô đây. Mình phải vui đêm nay. Uống hết rượu, ba kêu chai rượu khác. Không có gì cả, tiền bạc không. Ủa sao bùi yêu vậy? Ê, xin báo với mọi người có mặt trong cái nhà hàng này như thế này. Đây là một thiên tài cổ phiếu, một đứa con quý tử của tôi. Ngày hôm nay nó làm cho tôi có rất là nhiều tiền. Chúc con Cường nha. Cảm ơn con. Cảm ơn các bạn, Đó. Bây giờ tôi xin đại các bạn. Nè, mỗi bàn một cái lẩu hải sản lớn ghen cho tôi. Hả? Lẩu. Ý con sao? Lẩu. Lẩu không? Thôi mẹ con đi. Đi đâu vậy? Thế nào cũng có chuyện. Y như rằng Kim Chi, kêu nước đi. Dạ. Cho chị một ly xịt tố dâu nha. Dạ. Tụi tôi một cái đen đậm tiết là đậm. Dạ. Phát. Dạ. Bỏ muối mặn thiết là mặn. Dạ. Mận ơi, hiếp mình kìa, bạn đánh Mận đi. Đúng mắt tao à. Đón xem tập 91 Gia đình là số 1 phát sóng vào lúc 19:50 ngày 26 tháng 6 năm 2017 trên kênh HTV7. Tommy Nguyên Kết ngon sánh mịn thân thương phát thêm. Wow. 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 Tháng năm này có gì hot? Anh em mình là cái gì nào? Anh em mình là tụi số nào?
nhà sản xuất Gia Đình Là Số 1, Gang of God, một series sitcom hay độc lạ, một siêu phẩm truyền hình đình đám của Thái Lan đã có mặt tại Việt Nam. Việt bộ siêu hay. Anh rất là khác với bạn trai xưa của em. Thôi đó con, hết rồi. Nước miếng này cũng là nước miếng những người bậy với nhau mà. Những tình huống khó đỡ, hài hước xảy ra trong đời thường. Chạy, chạy, lên đi. Chạy luôn chị còn ở đó. Harry. Tôi vẽ là vẽ bằng đam mê, bằng đam mê. Những nhân vật hóm hỉnh, bá đạo. Trong cái phòng khách này đang có rất nhiều cái sai. Phải đập cái nhà này. Đập cái nhà này. Đập cái nhà này. Nhưng con không có biết nữa. Cho ăn thử luôn cái hay ngọt thì mình lấy. Nghiệt, 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 nghiệt. Ba con 150. Cái gì? Được thể hiện đa sắc màu bởi những nghệ sĩ tài năng. Em cảm thấy anh vi diệu. Hôm nay mới biết là cái bộ mặt của anh là như thế nào nè. Ơi, là thế dài dớ quan tầm lên. Anh đẹp trai lắm á. Cô chú bắt con. Coi như là nhà của mình, tự nhiên nó thoải mái lên có gì đâu. Trời ơi, giống như cái bệnh địa vậy. Chịu, chịu chứ. Cá lớn cá bé, hai con nó tấn công thì cá mập cũng phải chết. Tại sao? Nhập viện hết rồi. Bắt á, dùng lên. Anh thích bông gòn không? Ở đây có bông súng không? Sao có gì súng được không? Hãy té đi, hãy dìu em té đi anh. Ôi. Nè, anh yêu. Mày có tin tao kêu 500 anh em bán mảng cầu vợ tao đi hút cái căn nhà mày không mày? Tôi gặp cao thủ rồi, trời ơi. Cuộc đời thật lắm tai ương, tại sao tôi lại dễ thương thế này? Cuộc đời thật lắm éo le, tại sao tôi lại cứ te thế này? Tiên nữ. Đón xem Biệt đội siêu hay, hai buồn lóc cười lăn lóc, phát sóng thứ sáu hàng tuần vào lúc 21:50, bắt đầu từ ngày 19/5/2017 trên kênh HTV7. Đi cùng em, đi cùng em, đi cùng em đi khắp thế gian.